các địa điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá trong nhà châu Á từ năm 1999 đến 2024. AFC Futsal Championship Malaysia 1999. Nhà thi đấu Negara nằm ở thủ đô Kuala Lumpur, được xây dựng từ năm 1960 đến 1962 với kinh phí 34 triệu ringgit. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 10.000 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Thái Lan 2000. Nhà thi đấu Nimibua nằm ở thủ đô Bangkok, được xây dựng vào năm 1963. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 5.600 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Iran 2001. Nhà thi đấu Azadi nằm ở thủ đô Tehran, được xây dựng từ năm 1970 đến 1974. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 6.583 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Indonesia 2002. Nhà thi đấu Istora Gelora Bung Karno nằm ở thủ đô Jakarta, được xây dựng năm 1961, sau đó được cải tạo từ 2016 đến 2018 với kinh phí 132 tỷ rupiah. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 7.166 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Iran 2003. Nhà thi đấu Engeleb nằm ở tỉnh Alborz, sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.500 khán giả. Nhà thi đấu Azadi nằm ở thủ đô Tehran, được xây dựng từ năm 1970 đến 1974. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 6.583 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Macau 2004. Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Macau nằm tại đặc khu hành chính Macau, Trung Quốc. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 3.800 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Việt Nam 2005. Nhà thi đấu Phú Thọ nằm tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng từ năm 2000 đến 2003 với kinh phí 119,4 tỷ đồng. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 5.000 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Quân khu 7 nằm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.500 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Uzbekistan 2006. Yunusobad Sport Complex nằm ở thủ đô Tashkent. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.450 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Nhật Bản 2007. Nhà thi đấu trung tâm thành phố Osaka, được xây dựng năm 1996. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 10.000 chỗ ngồi. Nhà thi đấu công viên tưởng niệm nằm ở thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, được xây dựng năm 1988. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 3.300 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Thái Lan 2008. Nhà thi đấu Hoa Mak nằm ở thủ đô Bangkok, được xây dựng vào năm 1966. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 8.000 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Nimibua nằm ở thủ đô Bangkok, được xây dựng vào năm 1963. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 5.600 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Uzbekistan 2010. Yunusobad Sport Complex nằm ở thủ đô Tashkent. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.450 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Đại học Công nghệ Thông tin Tashkent nằm ở thủ đô Tashkent. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 500 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship UAE 2012. Nhà thi đấu Al Waisal nằm ở Dubai. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.000 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Sheikh Zayed bin Maktoum nằm ở Dubai. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.000 chỗ ngồi.
AFC Futsal Championship Việt Nam 2014. Nhà thi đấu Phú Thọ nằm tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Được xây dựng từ năm 2000 đến 2003 với kinh phí 119,4 tỷ đồng. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 5.000 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Tôn Đức Thắng nằm ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Được xây dựng từ năm 2012 đến 2013. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.700 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Uzbekistan 2016. Yunusobet Sport Complex nằm ở thủ đô Tashkent. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.450 chỗ ngồi. Nhà thi đấu thể dục quốc gia nằm ở thủ đô Tashkent. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 3.000 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Đài Loan 2018. Nhà thi đấu Tân Trang nằm ở thành phố Tân Bắc, được xây dựng từ năm 1999 đến 2002. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 7.125 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Đài Bắc nằm ở quận Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc. Được xây dựng vào năm 1994 và cải tạo vào năm 2008. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 2.300 chỗ ngồi. AFC Futsal Championship Turkmenistan 2020 đã bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. AFC Futsal Asian Cup Kuwait 2022. Nhà thi đấu Sát An Abdullah nằm ở thủ đô Kuwait City. Được xây dựng vào năm 2010. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 5.000 chỗ ngồi. AFC Futsal Asian Cup Thái Lan 2024. Nhà thi đấu Hoa Mắc nằm ở thủ đô Bangkok, được xây dựng vào năm 1966. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 8.000 chỗ ngồi. Nhà thi đấu Bangkok Arena nằm ở quận Nong Chop của Bangkok. Được xây dựng từ năm 2012 đến 2015. Sức chứa của đấu trường trong nhà này là 12.000 chỗ ngồi.